Quý vị các bạn trở lại với Giang Review Wrestling. Ở trận đấu lần này thì cuộc đấu diễn ra giữa Ishina Dragunov đánh bại Shinsuke Nakamura. Đó là một cú sốc phù hợp với Raw sau WrestleMania, nhà vô địch NXT Ilja Dragunov đã chiến đấu với Shinsuke Nakamura lần đầu tiên, với việc Dragunov được tuyên bố đủ điều kiện tham gia WWE Draft 2004 ở Jeddah ở Nordic, muốn thể hiện khả năng của mình, hạ gục Nakamura bằng Konstantin Spearson. Đó là một trận đấu đầy quyết định, đầy quyết tâm của Garuno, và anh ta đã đạt được những gì mà mình mong muốn, và đúng là một cú sốc phù hợp với trận đấu Raw. Nhà vô địch Eric Dragunov đã chiến đấu với Nakamura quyết tâm và giành lấy danh hiệu vô phong cách mạng mạnh mẽ. Với phong cách mạnh mẽ đã dùng chân cố gắng khuất phục Dragunov, nhưng nhà vô địch NXT lại có quá nhiều quyết tâm. Sau đó bom và torpedo Moscow, nhà vô địch NXT đã chiến thắng trong trận đấu đầu tiên trên Monday Night Raw. Và sự quyết tâm của Dragunov đã thành hiện thực khi mà anh chiến thắng Nakamura. Đó là một trận đấu hay, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Dragunov, và đó là diễn biến mà chúng ta xứng đáng được xem. Và cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe và quan tâm theo dõi. Tôi xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình review lần sau. Xin kính chào tạm biệt.